mình dép ra và bước vào phần cánh tay, chân nhỏ bé của bạn luôn được anh chàng nâng đỡ. Một tấm thảm khiến nhiều chị em luôn cảm thấy mình được che chở mỗi ngày. Khi mẹ dặn ngồi đây, nhớ giữ tủ cho mẹ. Bao nhiêu rồi? Thôi clip này cũng kết thúc rồi nha các bạn. Đánh xong ngày mình sẽ kết thúc luôn. Ê kia lấy đây. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Giờ mình sẽ kết thúc nha các bạn.